Hoa sứ Mỹ Ngân xin chào cô chú cùng các anh chị mình nha. Hôm nay con xin giới thiệu đến cô chú cùng các anh chị mình một lô sứ ghép nha cô chú cùng các anh chị mình. Gồm 4 cây nha cô chú. Cây hiện tại là đang có nụ nha cô chú anh chị mình ơi. Cây là hiện tại là đang vô nụ ha. 4 cây này cây nào cũng đẹp hết nha cô chú cùng các anh chị mình, bộ tàng rất là đẹp luôn. Cây số 1, đặc biệt cây số 1 này là nằm trong chậu 10 nha cô chú cùng các anh chị mình. Cây số 1 này nằm trong chậu 10 nha. Củ rất là to luôn. Cây số 1 là cây lạc Lâm Quân nha cô chú cùng các anh chị mình ơi. Cây đang có nụ nha, lạc Lâm Quân đặc biệt là rất là gộ bông nha cô chú cùng các anh chị mình, sai bông rất là nhiều. Cho hoa chùm ha. Đây là cái bộ tàng của cây lạc Lâm Quân nha cô chú cùng các anh chị mình. Cây số 1. Đây cái củ của nó đây cô chú anh chị mình ơi. Cây này nó có 4 nhánh nha, nhưng mà một nhánh gì là nó đâm ra 3 tược nha cô chú cùng các anh chị mình. Có nhánh này lên 5 tược luôn nè. 5 6 tược luôn. Cho nên nó ra cái bộ tàng rất là đẹp luôn nha cô chú cùng các anh chị mình. Bộ tán rất là bự luôn. Một hơn 2 gang tay của con ha, cái bộ tàng á. Củ rất là bự luôn. Củ này nằm bích chậu hết trơn luôn á cô chú anh chị mình ơi, chậu 10 mình nằm bích chậu luôn nha. Tét chậu luôn nè. Chậu 10 mà tét chậu luôn. Cây lạc Lâm Quân này con bán 170.000 nha cô chú anh các anh chị mình. Cây này khá là bự luôn, đẹp nha. Dạ cây số 1 lạc Lâm Quân 170k. Rồi mình xem tiếp cây số 2. Cây số 2 là Thái Quân nha cô chú cùng các anh chị mình. Mặt hoa Thái Quân đây. Khá là đẹp nha cô chú cùng các anh chị mình. Màu đỏ 3 lớp ha. Đỏ nhung. Có bộ tàng cũng rất là đẹp. Cây này về mình chơi dạng bonsai á. Nhìn cái tàng rất là đẹp luôn. Cây số 2 này con bán 150k. Cây số 2 là 150k. Cây số 2 là có 2 4 6 8 nhánh nha cô chú cùng các anh chị mình, 8 nhánh. Cây số 2 này có 8 nhánh, 150k. Mình xem tiếp cây số 3. Cây số 3 là hoa màu đỏ. 3 lớp. Mà cái này nó viền tím, cái giống mới nên con không biết tên nha cô chú cùng các anh chị mình, nó rất là lạ luôn á. Con không biết tên. Làm như màu tím, nó viền tím, ở trong nó màu đỏ mà ở ngoài nó viền tím. Đây có bộ tàng cũng khá là đẹp nha cô chú cùng các anh chị mình, tược lên rất là dài rồi ha. Tược rồi cho hai tắc mấy rồi. Có bộ tàng cũng khá là đẹp nha cô chú cùng các anh chị mình. Nói chung cái lô này là tàng đẹp hết. Toàn bộ là đang chuẩn bị cho nụ hết trơn nha, cho bông hết nha cô chú cùng các anh chị mình. Cây chuẩn bị gỗ bông á. Cây số 3 này con cũng bán với giá là 150k nha cô chú cùng các anh chị mình. Hoa giống mới ha, con không biết tên. Màu đỏ 3 lớp. Giống như màu tím tím vậy đó. Cây số 4. Cây số 4 là cái bộ tàng nè cô chú anh chị mình nhìn nè. Khá là đẹp luôn. Cây số 4 là đang chuẩn bị gộ bông nha cô chú cùng các anh chị mình. Cây số 4 là hoa kim lăng. Đây là mặt hoa kim lăng đây. Đây, mặt hoa kim lăng nha cô chú cùng các anh chị mình. Màu trắng mà viền đỏ. 3 lớp nó nở bung rất là đẹp nha cô chú cùng các anh chị mình. Đó, hoa kim lăng đó là mặt hoa ha. Đây, con ngắt cây bên đây con đẻ qua đây. Đây là mặt hoa kim lăng. Cái bộ tàng rất là đẹp luôn nha cô chú cùng các anh chị mình. Bộ tàng là hơn 2 gang tay của con nha. Đây là cái củ đây. 2, 4, 5 nhánh nha cô chú cùng các anh chị mình. Cây này 140k nha cô chú cùng các anh chị mình. Cây số 4 là 140k ha.
Rồi clip con đến đây là kết thúc nha cô chú anh chị mình. Ai yêu mến em nào xin liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668 nha. Con xin chào và hẹn gặp lại cô chú cùng các anh chị mình.